trầm B3 bát 30 gân khâu chỉ đỏ, tiếng bát rất uy lực. Y căng của nó, y căng của nó đây. Em nó tháo ra, tháo ra nhìn nó bao giờ cũng đẹp hơn. Em thích tháo ra thôi. Đặc điểm của cái dòng súp B3 này, nó tiếng bát nó rất là chắc, rất là gọn, rất là uy lực, nó không bị tiếng nó mở to, nó cũng không bị nát như các cái dòng súp bình thường. Mời các bác nghe thử.